đau đớn, không thể đi lại vì mắc u mạch máu thể hang trong cơ, rất hiếm gặp, chạy chữa nhiều nơi nhưng đều bị từ chối. Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh, bé gái 15 tuổi thoát liệt ngoạn mục. Cái chân trái con nâng lên con bước tới, tại con đang bước là hai bước chân vô một chỗ, đúng rồi, đó, liên tục vậy đó, con đẩy tới vậy nó sẽ là đều hơn. Đó là những bước đi đầu tiên của em Ngô Thị Khánh Linh, 15 tuổi, ở tỉnh Nghệ An. Sau thời gian vật vã, đau đớn, nằm liệt vì bị khối u chèn ép, người cha tần tảo của em cũng đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc sau bao lần cố kìm nén cảm xúc, vì hết lần này đến lần khác chỉ nhận về những lời từ chối, lắc đầu ở các bệnh viện tuyến trước. Bé đã phát hiện bệnh chính thức là từ năm 2019, và năm đó thì đưa bé đi ra bệnh viện ở Hà Nội. Sau đấy thì người ta phát hiện là cháu bị dị giật mạch, có xâm lấn ống sống. Bắt đầu quá trình điều trị từ hôm đấy thì gấp là tiêm sơ. Thì sau quá trình tiêm thì cảm giác đau hay là tê mỏi nó cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Hàng năm thì cũng la để đi tiêm nhắc lại để điều trị. Và cho đến tháng 8, năm 4 thì cháu lại tái phát lại. Bắt đầu mỏi dần và đau nhức đến chân và từ từ yếu dần. Kể cả ngồi hay đứng hay nằm thì mình đều đau cả. Kể cả chạm nhẹ mình đau, khi đau quá đập ngất, muốn ra cho mình ngất đi đâu phải đau vậy. Gia đình có đưa cháu ra các bệnh viện ở Hà Nội. Sau đó thì các bác sĩ ở đấy người ta chẩn đoán là hiện tại cái khối u đó nó lớn, người ta cũng có đưa ra các giải pháp để có thể can thiệp nhưng mà người ta không dám làm bởi người ta bảo là nguy cơ rất là cao và không thể thực hiện được, vì nếu như thực hiện thì khả năng sẽ gây ra tử vong hoặc là sẽ bại liệt cho cháu suốt đời và người ta không dám động vào. Cũng không biết làm cách nào cả, nhìn con như thế là sự rất là xót. Cháu lại bị ở một bên hông trái, cháu chỉ nằm nghiêng, không thể nằm ngửa, không thể nằm sấp, không thể nằm bên phải, mà chỉ nằm nghiêng một bên thôi. Mà lúc ngồi cũng đau, khi bố ơi con đau mà không biết làm cách nào. Muốn xoa bóp cho con để nó dịu nỗi đau đi, nhưng mà chạm cho con là ơi con đừng có động lấy con đau lắm. Không biết làm cách nào cả, bởi vì như người ta nếu như đau thì cũng có thể đi lại được, có thể đứng được, nằm được, có thể ăn được. Đường này cháu không được cái gì hết. Nằm cũng không được mà ngủ cũng không được. Rất là đau lòng. Nhiều lúc thấy con như vậy thì cảm thấy rất là đau mà nó cũng không dám khóc. Bởi vì thấy con như thế mà mình khóc thì con nó lại càng ấy hơn. Những lúc đi ra ngoài đứng khóc. Nhưng mà sau đó thì đi vào thì con nó bảo bố ơi, mắt bố bị làm sao? Bố bảo bác sĩ đi kiểm tra mắt cho bố đi. Nghĩa là bố bị đau mắt nhưng mà thực ra là không phải. Cái đó thì hy vọng là cái gì có một cổ tia hy vọng nào thôi, thì cũng có thể là đưa con đến đó để có thể chữa trị cho con. Và cuối cùng thì cũng may mắn là người nhà cũng quen bác sĩ tâm trí và bác sĩ bảo là khả năng làm được. Và sau đó thì gia đình cũng đưa cháu đi cả đêm vào đây luôn, vào cái đêm mưa bão ngày 5 tháng 9. Bệnh nhân này nhập viện ngày 6 tháng 9. Chúng tôi đánh giá bệnh nhân nhập viện trong cái hội chứng liệt hai chi dưới, một cái tổn thương chèn ép tủy dạng bất thường của mạch máu ở vùng chóp tủy đến chùm đuôi ngựa, một cái tổn thương ở cơ thắt lưng chậu và một cái tổn thương ở cơ cạnh sống. Ba cái tổn thương này có một cái nguồn nuôi mạch máu rất là lớn. Thì người ta thống kê rằng u mạch máu thứ hai nằm chủ yếu là bán cầu đại não, chiếm khoảng 70-90% ở bán cầu đại não. Số nhỏ còn lại là nằm ở hố sau, tức là nằm ở tiểu não, và một số rất nhỏ thì nằm ở trong cái ống sống, đó là nằm trong tủy sống, chỉ chiếm khoảng 1-5%. Thì tổn thương nằm trong cơ nó còn ít hơn cái tổn thương của trong ống sống. Do đó đây là một trường hợp rất là hiếm gặp. Có vẻ là do hiếm gặp nên sự phản xạ cái hướng điều trị của các cái đơn vị phía trước nó chưa có hoàn chỉnh. Sau khi mà kiểm tra lại hết về cái hình ảnh tổn thương thì các bác sĩ ở bệnh viện Tâm Anh cũng ghi nhận đây là một cái trường hợp biếu máu khá là khó, khá là lớn và ở cái vị trí rất là quan trọng, và một phần nhỏ nhỏ thì cái biếu nó đã bắt đầu phát triển vào cái qua các cái khe giữa các đốt sống và nó vào trong cái ống sống, và đấy chính là cái lý do mà gây nên cái gọi là chèn ép thần kinh và làm cho cái chân của bé bị yếu đi, hay còn gọi là bị liệt cái chân bên trái. Và ngay lập tức chúng tôi hội chẩn với lại bên can thiệp mạch, người ta đã đồng ý phối hợp để nút các cái nhánh mạch máu lớn nuôi tổn thương,
dưới cái hình ảnh của mạch máu mà DSA đó, thì người ta tìm thấy được hai cái nhánh nuôi lớn, nó xuất phát từ động mạch chủ. Một nhánh đi từ L1 chi phối vô cái cơ thắt lưng chậu, một nhánh xuất phát từ L2 chi phối vô cái cơ cạnh sống và tổn thương trong sống. Và người ta đã tiến hành nút mạch hai cái nhánh lớn này. Như vậy cái nguồn nuôi được khống chế khoảng 90% tổn thương. Như vậy 10% còn lại là từ các cái nhánh mau mạch còn lại. Dưới cái hình ảnh của mạch máu như vậy thì mình có một cái chiến thuật tiếp cận để mình phong tỏa các cái nhánh nuôi còn lại khi mình tiến hành cắt u. Đưa cháu đến đây và cũng tin tưởng và có thể gửi rất là niềm tin ở bệnh viện đây thôi. Ở đây mà cũng bảo không làm được đấy thì gia đình cũng không biết làm cách nào cả. Thì đó là một nỗi đau quá lớn. Theo tinh thần hội chẩn của ban đốc, phải tranh thủ thời gian sớm nhất để giải phóng cái chạy ngắt tủy, để có cái hy vọng cứu được hai cái chân của đứa bé. Do đó cái chiến thuật mổ là bên phẫu thuật kinh sẽ giải phóng cái chạy ngắt tủy, cắt bỏ tổn thương ở trong ống sống và tổn thương ở cơ cạnh sống, nó cùng trên một đường mổ. Do đó cái tắc mạch ngày thứ hai thì thứ ba chúng tôi mổ liền. Cái hình ảnh mạch máu nó cho thấy đó là những cái tổn thương hình chùm nho, nó từng múi, và mỗi cái múi đó là hình ảnh của một cái mau mạch nó phồng lên và trong đó là máu không. Cái quan trọng là mình biết được bản chất cái tổn thương như vậy nên mình dễ dàng mình phẫu tích, mình khống chế, mình cắt bỏ tổn thương mà không có để lại một cái tổn thương mạch máu lớn nào, ảnh hưởng đến một cái nguồn nuôi nào vô các cái tổ chức còn lại. Do đó ngay sau mổ là tủy đã được giải phóng và đứa bé đã bắt đầu có cơ hội hồi phục hai chân. Và đấy là cái tín hiệu mà giúp cho chúng tôi là các bác sĩ về ngoại khoa về mạch máu cũng là tự tin và mạnh dạn hơn trong chuyện lấy cái phần thiếu máu rất là lớn ở phía trước. Thì chúng tôi đã chuẩn bị những cái tình huống có thể thuận lợi nhất tới những tình huống có thể gặp khó khăn nhất. Với cái tổn thương nó nằm ở kế bên thận, chúng tôi đã có hội chẩn cùng với cả các bác sĩ chuyên về niệu, ngoại niệu. Tình huống mà xấu nhất có thể xảy ra là có thể ảnh hưởng tới cái thận bên trái thì có thể phải cắt bỏ cái thận bên trái. Tương tự như vậy thì các cái cấu trúc bên cạnh, ví dụ như là phía trước nó là đại tràng, phía trong nó là động mạch chủ, các cái mạch máu, niệu quản, thì tất cả những cái cấu trúc đó thì mình chú ý một cách tối đa để làm sao tránh các cái gây một cái tổn thương. Cái trường hợp này thì cũng may mắn, cái biếu thì nó cũng còn có ranh giới với cả các cái cấu trúc xung quanh, mặc dù nó đã bắt đầu phát triển lớn và nó đã đẩy cái thận lên trên cao, đẩy cái thận và cái đại tràng ra phía đằng trước ra ngoài, và các cái cấu trúc đều có cái ảnh hưởng nhất định. Thì chúng tôi đi cái đường hông lưng ở bên trái và phẫu tích vào cái khoang sau khúc mạc thì nó cũng không phải là quá khó khăn trong cái chuyện là lấy chọn được khối biếu này. Cái nguy cơ các cái biến chứng mà mình dự phòng có thể xảy ra thì may mắn là đã không có gặp phải. Thực ra là lúc đưa cháu lên thì đi vào đó thì cảm giác là rất là lo lắng, rất là hồi hộp và cũng không biết làm thế nào cả. Nhưng mà sau muốn chờ đợi thì bác sĩ xuống báo là ca mổ đã thành công rồi. Thực sự là cũng như là cũng cái cảm giác là nó vỡ òa luôn, cảm rất là hạnh phúc, rất là may mắn, không thể tả nổi được. Khi đó chỉ biết là cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Sức khỏe hồi phục lên tốt, chân nhẹ hơn á, chân có cảm giác hơn và kiểu tập từ từ cảm giác mình có thể đi lại luôn á. Với cái tốc độ hồi phục trong vòng 2 tuần kể từ lần mổ thứ nhất tới nay thì cái sức cơ từ 0 đến 3/5. Như vậy với cái tốc độ hồi phục như vậy thì tôi tiên lượng khoảng 2 tháng là bé có thể đi không là nặng, và có thể cái chân phải sẽ tốt hơn cái chân trái, nhưng mà bé sẽ không có lệ thuộc vào các cái phương tiện hỗ trợ. Cảm ơn rất là nhiều về tất cả các đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện, như tất cả các ca kiếp mổ cho đến các ca ở chỗ giường bệnh đây đều rất là hết mình, là quan tâm và điều trị cho cháu rất là kịp thời, và sự rất là biết ơn các bác sĩ và ghi nhận những gì các bác sĩ đã làm cho cháu. Với sự phối hợp chặt chẽ của 4 chuyên khoa gồm phẫu thuật thần kinh, phẫu thuật mạch máu, phẫu thuật tiết niệu và can thiệp mạch, tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh đã thành công loại bỏ 3 khối u và mang lại đôi chân khỏe mạnh cho Khánh Linh. Kỳ tích đã được tạo ra. Từ đây, Khánh Linh có thể trở về với cuộc sống bình thường, thắp lên những hy vọng mới về tương lai tốt đẹp cho cả gia đình.